Đội tuyển Việt Nam đã phải đối mặt với một thách thức đầy khó khăn trước đội tuyển Hàn Quốc, đối thủ mạnh về trình độ. Đây là trận đấu mà Hàn Quốc tung ra sân đội hình mạnh nhất, với việc hậu vệ Son Heung-min đã bình phục chấn thương và đá chính. Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận bàn thua đầu tiên. Từ một pha đá phạt góc của cầu thủ Lee Kang-in, Kim Min-jae đã thực hiện một pha đánh đầu xuất sắc, mở tỷ số cho đội tuyển Hàn Quốc. Đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ sự yếu kém trong việc tổ chức phòng ngự và hầu như không thể đối phó với sự tấn công mạnh mẽ từ đội Hàn Quốc. Mặc dù gặp nhiều áp lực, đội tuyển Việt Nam đã có một số tình huống tấn công hứa hẹn. Trong đó, cầu thủ Trương Tiến Anh đã có hai cơ hội liên tiếp nhưng không thể ghi bàn. Thậm chí, anh đã loại bỏ một hậu vệ Hàn Quốc và sút bóng nhưng không thể chính xác. Tuy nhiên, đội tuyển Hàn Quốc đã tiếp tục tấn công và đã có thêm bàn thắng. Phút 27, Hoàng Hy Chang đã ghi bàn sau một đường chuyền xuất sắc từ Lee Jae-sung, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Đội tuyển Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng vẫn có những điểm sáng trong các tình huống phản công. Bước vào hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục gặp áp lực lớn từ đội Hàn Quốc. Phút 50, Son Heung-min đã ghi bàn sau một đường chuyền của Hoàng Hy Chang và Võ Minh Trọng đã phản lưới nhà cố gắng ngăn cản cú dứt điểm của Cho Gi-sung. Chỉ sau 10 phút, Son Heung-min đã ghi bàn thứ hai sau một pha phối hợp tuyệt vời với Hoàng Hy Chang. Trận đấu đã trở nên khó khăn hơn cho đội tuyển Việt Nam khi cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh đã nhận thẻ đỏ.